ở vị trí mà tôi đang đứng ở đây chính là địa điểm sống ảo lý tưởng mà tất cả các anh em phượt thủ đam mê săn ảnh săn mây sẽ tới đây để check in một lần trong chuyến đi y tí của mình. Vào thời điểm này thì chúng ta đang nhận được ánh mặt trời, một trong những điều kiện để sống ảo cực kỳ là lý tưởng. Còn sáng mai khi chúng ta đứng ở vị trí này thì chúng ta sẽ săn được mây. Nếu như điều kiện thời tiết nó thuận lợi thì chuyến đi của chúng ta xem như là thành công mỹ mãn ở cả hai điều kiện, săn được hoàng hôn và săn được mây. Phía dưới này là toàn cảnh view của hòn đá sống ảo. Nếu như chúng ta đến đây vào mùa lúa thì cái tầm nhìn của chúng ta sẽ bao quát xung quanh ở đây là những ruộng bậc thang, phải nói là cực kỳ đẹp, có thể là lúa chín hoặc là lúa đang trổ đồng, vào thời điểm đó đều rất là đẹp. Để có thể săn được mây chưa bao giờ là điều dễ dàng cả, cho dù là y tí hay ở đâu đi chăng nữa. Nhưng đối với cái cung săn mây y tí thì các bạn nên chuẩn bị thật kỹ trước khi các bạn từ đèo Ô Quy Hồ đi vào. Thứ nhất là các bạn kiểm tra tình trạng xe, tại vì đường đi khá là xấu. Thứ hai nhớ đổ xăng đầy bình nha, tại vì dọc từ Ô Quy Hồ đi vào sẽ không có bất kỳ một cây xăng nào. Đi thì chúng ta sẽ đi qua một khu rừng già nguyên sinh, đoạn đường đèo đèo khá là dài, đường khá là tệ. Nhưng được cái khi đi qua ngọn đèo vào khu dân cư thì cảnh rất là đẹp, đặc biệt là vào mùa lúa và hoặc là dịp Tết thì các bạn sẽ được nhìn ngắm hoa đào như thế này, rất là đã mắt. Tại vì người dân trồng đào mơ mận ở hai bên đường và có những cái vườn đào ở đồi ngay bên cạnh đường đi của chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ nhìn ngắm rất là đã mắt. Và các bạn cũng lưu ý cố gắng sắp xếp làm sao các bạn có thể tới y tí vào buổi trưa hoặc buổi chiều, và các bạn ghé qua công viên văn hóa Trạm Thẻ để các bạn sống ảo ở đây, rồi sau đó là các bạn di chuyển lên trên đỉnh y tí để các bạn săn hoàng hôn. Lưu ý là nếu như các bạn muốn săn mây được hai lần thì các bạn lên tới đỉnh y tí, các bạn săn hoàng hôn xong thì các bạn lại di chuyển xuống bên dưới để các bạn tìm homestay nào đó để nghỉ ngơi ăn uống. Rồi sáng hôm sau thì chúng ta lại ra công viên văn hóa Trạm Thẻ ở đây thì sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ săn mây được lần thứ nhất. Tại vì thông thường thì mây sẽ lên dần từ dưới thung lũng đi lên trên đỉnh núi. Chính vì vậy khi chúng ta săn mây ở công viên văn hóa Trạm Thẻ xong thì chúng ta tiếp tục lại di chuyển lên đỉnh y tí lần thứ hai. Tại vì chúng ta có thể di chuyển bằng xe máy lên tới tận đỉnh, cho nên các bạn cứ yên tâm thì chúng ta sẽ săn mây và sống ảo được lần thứ hai nữa trong cùng một lần đi săn. Đó là cái điều rất chi là thú vị. Chính vì vậy mà các bạn có thể lên sẵn cái lịch trình và tổ chức vui chơi của mình sao cho nó hợp lý. Đường lên đỉnh y tí thì có đổ bê tông hết rồi. Mặc dù thì đường cũng chưa hẳn là đẹp nhưng nói chung đi thì cũng rất là thoải mái. Có điều là hơi dốc, cho nên là các bạn cũng phải kiểm tra kỹ phanh xe, tình trạng xe xem nó có ổn định hay không nha. Khi lên đỉnh y tí vào buổi chiều ở ngay cái mỏm đá sống ảo để chúng ta săn mây cũng là cái vị trí lý tưởng để chúng ta săn hoàng hôn, để chụp ảnh với ánh mặt trời. Sau khi xong rồi thì chúng ta hãy xuống dưới núi và chuẩn bị bữa tối của mình. Đi săn mây ở phía ngoài thị trấn thì có nhiều hàng quán, có nhiều người, nhưng mà vẫn thích ăn cơm của bà con đồng bào lâu. Cho nên vào trong homestay nhé, kêu chủ nhà nấu cơm cho ít rau rừng với bận rừng để ăn nhé. Mời mọi người dùng bữa tối nhé. Thích lắm. Rau cải này. Ngon lắm. Mình thích những bữa ăn nó đạm bạc như vậy, mà nó gần gũi với bà con hơn. Mình đi vừa khám phá được văn hóa, khám phá ẩm thực và hiểu biết được cuộc sống của bà con ở đây. Thôi mình ăn cơm nha các bạn. Đúng như những gì mà tôi đã nói chiều hôm qua khi chúng ta săn hoàng hôn. Buổi sáng chúng ta lên đây thì các bạn nhìn ra phía sau, đây chính là thiên đường mây y tí.
So sánh với các điểm săn mây khác, cá nhân tôi thấy á, Y Tý là một thiên đường mây thật sự đẹp, đáng để các bạn trải nghiệm một lần. Và điều đặc biệt là nó dễ săn mây hơn tất cả những cái thiên đường khác, ví dụ như Tà Xùa, trừ những cái đỉnh ở trên cao như Bạch Mộc Lương Tử hay Lão Thần, thì đây là địa điểm lý tưởng nhất cho tất cả các bạn. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grey. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better. Starting to break out from the grave. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Bay bổng và lãng mạn thì chúng ta đến đây vào dịp xuân về còn được chiêm ngưỡng hoa đào. Dọc con đường từ dưới chân lên đỉnh Y Tý thì các hộ dân trồng đào ở hai bên đường rất chi là đẹp. Đào ở trên Tây Bắc thì nó khác với đào ở dưới xuôi là sao? Do cái thời tiết khí hậu nó lạnh á, trên thân cành á nó có rêu mọc và có những cái hoa rêu á, cho nên nhìn nó rất chi là đẹp. Đây cũng là một cái đáng để các bạn tận hưởng nhá. Rồi các bạn thấy không? Dọc hai bên đường này đào rất là nhiều, phía dưới cũng rất nhiều và đi sâu ở trong các hộ dân cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là cái cành đào với thân cà đào các bạn nhìn rất chi là đẹp. Ví dụ như cái cây phía trước các bạn nhìn thử xem này,